kênh CNN của Mỹ đưa tin các quan chức nước này dự đoán một cuộc tấn công của Iran có thể xảy ra trong những ngày tới và Washington đang theo dõi chặt chẽ khu vực. Các quan chức cho biết cuộc tấn công này có thể tương tự như loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mà Iran phóng vào Israel trong tháng 4, nhưng cũng có thể lớn hơn và phức tạp hơn, được phối hợp bởi Hamas và Hezbollah. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah ám chỉ rằng một cuộc tấn công phối hợp vào Israel có thể diễn ra sau khi Israel ám sát một trong những chỉ huy cấp cao của phong trào tại Beirut chưa đầy 24 giờ trước khi ông Haniyeh bị giết. Ngày mùng 1 tháng 8, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản nhằm đáp trả mạnh mẽ bất kỳ một cuộc tấn công nào nhằm vào nước này. Đây là tuyên bố cứng rắn được đưa ra trước các đòn đe dọa trả đũa của các nhóm vũ trang sau hai vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, Mỹ đang điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay, một phi đội chiến đấu cơ và nhiều chiến hạm bổ sung đến Trung Đông trong bối cảnh khu vực này gia tăng căng thẳng đây có lẽ là đợt triển khai lớn nhất của quân đội mỹ đến khu vực này kể từ những ngày đầu xung đột gaza khi lầu năm góc điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến trung đông